người giàu nhất thế giới giữa ông chủ Amazon và Bill Gates. Theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 vừa được công bố hôm thứ Ba, 22 tháng 10, vừa qua, lợi nhuận của Amazon đã bị sụt giảm xuống còn 2,1 tỷ đô la Mỹ so với 2,9 tỷ đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái, tương đương với mức giảm 28%. Nguyên do của mức giảm sút này là vì Amazon đã đầu tư mạnh vào việc giao hàng nhanh nên ảnh hưởng đến lợi nhuận. Việc lợi nhuận giảm sút cũng đã khiến giá cổ phiếu của Amazon sụt giảm theo. Điều này khiến cho khối tài sản của Jeff Bezos chủ tịch Amazon và người giàu nhất thế giới, bị bốc hơi đáng kể. Tính đến hết ngày 24 tháng 10, khi thị trường chứng khoán đóng cửa, tài sản của Jeff Bezos đã bị mất đi gần 7 tỷ đô la Mỹ, khiến cho Jeff Bezos bị mất đi ngôi vị người giàu nhất thế giới, khi chỉ còn sở hữu khối tài sản 103,9 tỷ đô la Mỹ, đẩy ông xuống vị trí thứ hai và người chiếm ngôi là Bill Gates, với khối tài sản 107,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhà sáng lập Microsoft chỉ lấy lại danh hiệu người giàu nhất thế giới trong một khoảng thời gian ngắn. Khi mà sau đó giá cổ phiếu của Amazon đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, giúp khối tài sản của Jeff Bezos đạt 109,9 tỷ đô la Mỹ, một lần nữa vượt mặt Bill Gates, với khối tài sản 105,8 tỷ đô la Mỹ, Jeff Bezos đã chính thức vượt mặt Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới vào năm 2017 và sau đó trở thành người giàu nhất trong lịch sử khi vào tháng 7 năm 2018, khối tài sản của Bezos đạt 150 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, sau khi ly hôn với người vợ MacKenzie Bezos, Jeff Bezos đã phải chấp nhận chia cho vợ mình 4% cổ phần tại Amazon, tương đương với 38 tỷ đô la Mỹ.